Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để hạn chế di chuyển đến nơi đông người, Quỹ ban Nhân dân tỉnh khuyến cáo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính, ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https 2 wsuyet dịch vụ công long gov vn hoặc gửi hồ sơ nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ là 0918 606 969. Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, các cơ quan đơn vị tiếp nhận giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Đối với trường hợp các thủ tục hành chính đã được cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4, cơ quan đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách, giúp tổ chức cá nhân thực hiện mọi lúc mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, từng bước xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.